Là tôi nghe xin chào tất cả các anh em cần thủ đam mê câu cá tỉnh Tổ quốc. Hôm nay em tục lên cho một clip gồm 15 con máy nha anh em. 15 con máy câu này là 15 con máy lấy từ thị trường Nhật về. Có một số con full hợp luôn, hàng lúc cực kỳ mới luôn. Rồi đem vô cụ thể từng máy cho anh em xem. Em bán hàng cho anh em kiểm tra hàng trước khi thanh toán, nếu hàng lỗi một trong clip lên đó thì em sẽ nhận lại. Rồi, cảm ơn anh em. Con thứ nhất mọi người tham khảo. Con máy thứ nhất là một con Daiwa. Con này Daiwa XT1500DX. Đó. Đây, muối ăn nhẹ nha. Con lăn vẫn lăn bình thường nha anh em. Em bán máy thì bao test cho anh em con lăn luôn. Ngoại hình còn cực kỳ ok nha anh em. Rất ít xước xát nha, ngoại hình cực kỳ mới luôn. Con này có xây tương đương với là xây xây tương đương với 6.000 nha anh em. Cước 6 được 180 m, cước 5 được 220 m, nó xây tương đương với 6.000. Hoạt động thì ok, không cần phải bàn. Đó, có tặng dây đi theo nồi luôn nè. Đó, quay ngược ok nè, quay tới ok nè, tay quay gấp ok nè, lấy trước ok, mô bên sống nha anh em. Chung thì ngoại hình con này đẹp rồi, khỏi cần bàn. Đó, giá công khai là 450k cộng ship nha anh em, 450k cộng ship. Con này nặng 500g nha. Tiếp theo sẽ là con máy số 2. Con máy số 2 là một con máy rất nhiều anh em săn đón nè. Con này là một con XS5000C. Đó, để anh em. Con này thì ngoại hình nó còn khá ok. Đó, anh em trong clip có thấy. Hàng Nhật rõ ràng nha anh em. Con lăn thì vẫn lăn bình thường. Đó, máng máy thì em bao test con lăn luôn. Có cái tặng theo cái động nồi luôn, mua bên sống. Con này thì khỏi nói rồi, rất nổi tiếng, nhông là nhông đồng phao, hoạt động chân chu nha. Tắt âm nữa nè, đó, quay ngược nè, đó, về tới nè, đó, lấy cước ok nè, gấp là ok nè, đó, lấy cước ok. Đây, con này có một số lỗi nhỏ đây, đây nha, bị muối ăn nhẹ thế anh em. Đó, à, chỗ đó thôi, hết rồi. Đó, chỗ này muối ăn nhẹ nè, để lấy cái này cho anh em xem. Đó, muối ăn nhẹ chỗ này nha anh em. Đó, con này thì giá công khai là 1.3 triệu nha anh em, 1.3 triệu cộng ship. Nết 5.000 xây. Con này có xây tương đương nó rơi tầm khoảng 9.000-10.000 nha anh em. Đó, cứ 10 vô được 190 m, cứ 9 cứ 8 được 240 m. Anh em săn hàng về sưu tầm, đó, đánh đầu lực thì lấy con này về đánh bao đánh. Rất mượt nha anh em. Đó, máy số 2 1.3 triệu cộng ship. Con này nặng là 700 g nha anh em. Đó, hàng còn rất là ok nha. Rồi, con máy số 3. Con máy số 3 là con máy Ryobi, một con máy tua này rất là nhẹ luôn anh em. Chia cho anh em cậu câu đái nha. Đó, con này thì anh em về mà đánh trì nặng á, anh ta đánh đái đánh sâu á thì lấy con này đánh, vì con này nó hỗ trợ ba nhông nha, hỗ trợ ba nhông nên quay rất là nhẹ tay luôn. Đó, con lăn thì con lăn trợ lực đang chống gối với nè. Đó, con lăn ok nha anh em, vẫn lăn nha, bình thường nha, nó bị gỉ một tí thôi. Đó, không sao, vẫn lăn bình thường, hoạt động chân chu nha anh em. Tắt âm nè, đó, rồi quay ngược đây nè, đó, ok nha anh em. Đó, mua bên sống luôn, cốt là cốt to chà bá luôn. Con này dòng tua rất là nhẹ luôn, đó, con này xị 3 mặt đạn, 3 nhông, đó. Ngoại hình khá là ok, đây, chưa tháo luôn nha anh em. Con lăn đây, hàng này hàng nội địa Nhật nha, mấy xe ben. Tại quay thì mấy con này gấp lại bình thường rồi, hàng lướt đó mà. Con này thì có con số này thì nồi nó hơi xấu một tí thôi. Đó, đây, nồi nó muối ăn ở dưới hơi xấu tí thôi. Còn hai con bên đây thì cực kỳ mới luôn. Đó, con này có size tầm khoảng 10-12.000 anh em. Cước 10 được 230 m, cước 12 được 170 m. Anh em đánh đáy đánh bông lau, săn hàng, đánh biển, cho bạch tuộc, lấy con này về cảo, bao cảo luôn, bao nhẹ luôn. Rồi, giá công khai con số 3, giá là
750k nha anh em, 750k cộng ship. Tiếp theo sẽ là hai con hàng sưu tầm, hai con hàng cực kỳ mới luôn. Đó. Ngoại hình khá là ok anh em. Đó. Không bị muối ăn luôn. Đó. Độ xước xát hình như là không có luôn. Rất là ít. Đây, chỗ này do trong quá trình vận chuyển đây nó xước xát đây anh em. Đó. Ok, hàng nội nhật đệ nhất. Con này vẫn là một con máy của Ryobi. Đó, 6000 giờ. À, con này ba mặt đạn dùng tua là 1.3.1 nha anh em. Hàng này chia anh em cẩu đáy, câu biển, câu bông lau, săn hàng. Đó. Con này thì em về được hai con. Hai con cực kỳ mới luôn. Hàng lướt qua, sử dụng ít. Cực kỳ mới nha anh em. Thì giá công khai con số 3, con số 4 là 900k. Con số 5 này cũng 900k luôn nha anh em. Đó, 900k luôn. Cốt vẫn là cốt trợ lực, lăng vẫn là lăng này luôn, lăng chống gói cước luôn, vẫn lăng nha anh em. Còn rất là đẹp nha anh em. Anh em về sưu tầm câu biển câu đáy rất là ok, khỏi bàn. Giá là 900k cộng ship. Mấy con này á, thì anh em bên Nhật nó họ ít câu nên độ bền, độ nhông cổ của nó còn rất là ok anh em, câu rất là sướng. Những con máy bãi á, nó xuất sắc rồi, những con đó đã câu qua rất là nhiều lần rồi đó, nên nhông cổ nó không còn ok nữa. Đây, con số 5 vẫn là 900k cộng ship nha mọi người. Rồi, tiếp theo sẽ là hàng ở trên. Hàng ở trên sẽ là, đầu tiên sẽ là con ếch, một con ếch 9000 đó. Con ếch 9000, con này thì cũng khó bàn, hàng rất là hiếm nha nè. Lần này gần trong gói cước luôn, vẫn lăn bình thường nha anh em. Nó bị rỉ một chiếc thôi, nó không ảnh hưởng gì trong quá trình hết. Hàng nội địa Nhật nha anh em, có vàng tươi. Con này có xây tương đương rơi vào tầm khoảng 14.000, cước 16 được 170m, cước 18 được 140m, rơi tầm khoảng 14.000 nha anh em. Hoạt động ok, không gì phải bàn hết, có tắt âm nè. Đó, con này thì nhông đồng thao nha anh em, nhông đồng thao bao cẩu, một bên nghe nhất gần không đấy, cứ ok. Ngoại hình còn khá là sắc nha anh em, thì nó sẽ bị muối ăn một tí ở trên đây. Đó, phần này đó, nhẹ trên đây thôi, tất cả phần còn lại ok hết nha mọi người. Hàng ếch 9000, chạy ba mặt đạn, ngoại hình ok. Cốt là cốt to nha mọi người anh em. Anh em về câu đáy, câu ba sa, câu bông lau, lấy mấy hàng này hàng săn hàng về câu thoải mái. Con này nặng 850g, giá công khai là 2.2 triệu nha mọi người. Tiếp theo sẽ là con số 6 là 2.2 triệu. Con tiếp theo sẽ con số 7. Con số 7 là một con máy của Emblem, một con máy tay qua, hàng nội địa Nhật nha anh em. Đó, hàng nội địa. Ngoại hình thì ok, còn khoảng 90%. Đó, đây xước xát là ít. Xước đích ít thôi nha anh em. Đó. Một con Emblem 5000. Xây tương đương với là xây, để em xem. Xe tương đương với là xe 10.000 anh em, cước 8 được 200m, cước 10 được 150m. Đó, xe tương đương với 10.000, hoạt động trơn tru nha. Con này là một con cói nông nha anh em, một con cói nông chia cho em đánh biển, đánh lục, săn hàng. Con lăn đồng thao anh em, vẫn lăn bình thường nha, có chống gói cước đầy đủ hết, hoạt động là trơn tru, máy không độ chế gì hết, chống gói cước ngoại hình ok. Đó, tay quay thì gấp lại bình thường. Anh em đánh lục nè, đánh săn hàng, đánh lăng xê, đánh biển, con này đánh bao đánh luôn. Con này thì nặng là 550g nha anh em, nặng 550g, dòng tua là 5.1 nha. Rồi,
giá công khai con số 7 giá là 1,2 triệu nha. Con số 7 giá 1,2 triệu, còn cực kỳ mới nha nè. Tiếp theo sẽ là con số 8. Con số 8 là một con máy 2 nồi. Con số 8 là máy 2 nồi. Đây, là phụ nó đây. Con này là một con Shimano GT4000, Abero. Đây nè. Ngoại hình thì ok, nhìn cũng được con mắt tí. Đây, xước xác nhanh nè. Đứt nó có xước xác tí đây. GT4000. Thì con này hỗ trợ hai nồi, một nồi có xe tương đương với xe bụng. Một nồi có xe tương đương với là xe 6000. Một nồi có xe tương đương với là xe 4000, đó. Cước 3 được 200m. Nồi này cước 5 được 200m. Đó. Con lăn xít luôn nha anh em, lăn xít luôn, lăn sợ lùi luôn, đó. Hàng nó để Nhật nha anh em, hàng Nhật. Đó. Và tổng thì trơn tru, khỏi bàn. Có chống bới cước đầy đủ. Quay rất là nhẹ tay nha anh em. Đó. Quay không kêu, mô bên là mô bên sống nha. Con này mô bên sống không độ cháy hết nha anh em. Cốt là cốt to chà bá luôn. Đây. Cốt to mà to còn chà bá nữa. Hoạt động là trơn tru, không lỗi lầm gì hết. Con này nặng là 550g, dòng tua là 4.1.4. Đó. Rồi, giá công khai con số 8, giá công khai là 1,4 triệu nha anh em. Đó. Rồi, tiếp theo sẽ là những con máy được cao một tí. Rồi, tiếp theo sẽ là một con Ortega nha anh em. Con này là một con Ortega 8000 XT. Đó, Ortega 8000 XT. Cước 8 được 150m. Đây, ngoại hình xuất sắc nha mọi người. Đó, ngoại hình xuất sắc. Ngoại hình xuất sắc nha. Thì máy xuất sắc thì dán cố gắng soi kỹ những điểm xuất sắc cho anh em xem. Con lăn ok anh em, con lăn vẫn lăn bình thường nha. Mô bên là mô bên sống. Đấy cước ok hết luôn, ta quay gỗ. Hoạt động là trơn tru, khỏi bàn. Con này là đời 1000, đời 96 nha anh em, đời 96. Nặng là 550g. Dòng tua là 4.6. Đó. Con này anh em về câu tra, câu chép, câu đăng xe, đó, anh em có thể đánh lục cũng được. Đánh lục đánh biển cũng vô tư luôn. Những con máy này là cực kỳ châu bò nha anh em. Những đời trước á cực kỳ châu bò luôn. Đó. Máy nhìn cực kỳ chắc tay luôn á, quay chắc tay hết sức luôn nè. Đó. Máy này hỗ trợ ABS nha anh em, có hỗ trợ ABS. Mọi người coi, ok nha. Dính nè, đó, quay ok nè, đó. Câu chép đánh lăn xê, câu biển đánh lục, đánh vô tư luôn mấy con này. Rồi, giá công khai con máy số máy số 9, giá công khai là 1,6 triệu nha anh em. Đó, 1,6 triệu con máy số 9. Con Ortega 8000 XT. Đó. Tiếp theo sẽ là con máy số 10. Con này thì sẽ là một hàng lướt cho anh em. Hàng này hàng lướt quá nha. Ngoại hình nó xuất sắc ít nha anh em. Đó. Đây, đứt nó xuất sắc rất kỹ ít luôn. Con này đẹp hơn con số 9 rồi, khỏi bàn. Đây, con lăn vẫn còn sáng bóng nha anh em. Hàng này hàng của Nhật nha. Con số 9, con số 10 hàng Nhật hết nha anh em. Đó, 8000 Shimano. Con này vẫn là một con Shimano Ortega 8000 XT. Cước 8 được 150m, cước 6 được 200m. Hàng kia anh em săn hàng đánh lục. Đó. Đánh bạo lực, câu cha câu chép, đánh lăn xê vô tư. Đó. Mua bên sống nha nè. Đấy cước ok nè. Đó. Còn lăn nha. Con này thì mới một tí, mới hơn con số 9. Rồi. Giá công khai con số 10 là 1,750 triệu nha anh em. 1,750 triệu. Đó. Con máy số 10 là 1,750 triệu. Cái này là dính dầu thôi nha anh em, không phải xước đâu. 1,750 triệu nha anh em. Và cộng trơn tru nha, không lỗi. Tiếp theo những con máy lua, những con máy đời cao nha mọi người. Thì
Đầu tiên sẽ vô là một con máy Otega C2000 đó. Con này C2000 thì nó làm body nhỏ thôi anh em. Body nhỏ ra tầm khoảng gần 1500 thôi. Đó, nhưng mà thông số nó vẫn chuẩn 2000, hoạt động thì trơn tru nè, nên em khỏi bàn. Con này đời 2008 nha anh em, đời 2008, nặng 200 g. Đó, dòng tua là 5.1. Ngoại hình cực kỳ ok luôn. Đây là một con hàng lướt đó. Nào, soi kỹ cho anh em xem luôn. Hàng này của Malaysia nha anh em, C2000 hàng Malaysia. Thì hàng Malaysia xuất qua thị trường Nhật thì mọi chức năng, hoạt động, cấu tạo thì như một con hàng Nhật thôi. Đó. Vì nó để nhà máy Malaysia để giảm kiểu chi phí thuê nhân công thôi. Đó, con đang quẳng lăn nha anh em. Ô bên sống. Đấy, cước ok. Con này thì cước hai được 100, cước hai được 120 m, cước 2.5 được 105 m cho anh em. Đó, hàng cho anh em câu lua biển nè, lua mực nè. Đó. Đánh ula, lua lóc cũng được. Đó. Cực kỳ ok, mượt mà nha anh em. Đó. Rồi, giá công khai con máy số 11. Giá công khai là 1.8 triệu nha mọi người. Đó. Tiếp theo là con máy số 12. Con máy số 12 là một con Otega full hợp. Đó, Otega 2500S full hợp. Hàng S là hàng nó làm máy có nông nha anh em. Đó, con này đời là đời 2005. Đó. Con này của Nhật nha anh em, của Nhật sản xuất luôn. Đây. Thông số thì dòng tô sẽ là 5.1. Đó. Nặng là 255 g, 5 mặt đạn. Đó, thông số dây, dây PE 0.8 được 150 m, số 1 được 110 m nha anh em. Đó. Thì con này full hợp sách phụ kiện luôn anh em. Con này là giống như là hàng chưa qua sử dụng luôn á. Đó. Đó, full hợp sách phụ kiện nông đền dịch lắm hết trơn. Em cũng chả biết mấy cái này luôn. Tối tôi lụm cho anh em. Đây, ngoại hình cực kỳ mới luôn, hàng chưa qua sử dụng nha mọi người. Chưa bị xước luôn á. Otega 2500S. Dòng S là một dòng hàng có nông, hoạt động trơn tru nha mọi người. Đó, trơn tru, mượt mà, không lỗi lầm. Đó. Đây, nắm là dính, nắm là dính. Đó. Ngực ok nè, đó. Rồi tới ok nè, đó. Rồi, giá công khai con số 12. Giá công khai con này là 1 triệu. Giá công khai con số 13 là 2.3 triệu nha mọi người. Đó, 2.3 triệu. Tiếp theo sẽ là con máy số 13. Một con máy Biomaster 2500. Đó. À, Biomaster 2500, con này xây tương đương với là xây 2500 nhanh luôn nha anh em. Con lăn lăn bình thường nha. Đó, có xuất sắc nè, đó. Xuất sắc cái này tí. Phần còn lại thì li ti nhỏ thôi. Đó, không đáng kể. À, chốc sơn tay quay. Dưới đây thì ok. Ở đây đây, xuất sắc cái này một tí nha anh em. Con này là một con hàng của Nhật nha mọi người, hàng của Nhật Biomaster 2500, hàng Japan. Hàng Japan thì hoạt động khỏi bàn rồi, vô tư, đó, im mượt. Đó. Con này thì có xe tương đương 2500, cước 2 được 140 m, cước 2.5 vô được 125 m nha anh em. Đó. Để em xem con này đời bao nhiêu. Như con này là đời 2005 nha anh em, có hỗ trợ copy anh em, copy đó, copy trợ lực đó, hoạt động mượt mà khỏi bàn. ABS nắm đây là dừng đó, hỗ trợ nút châm dầu luôn, đầy đủ luôn, quay tít luôn đó, nồi còn rất là mới anh em đó. Nồi còn rất là mới luôn. Rồi, giá công khai con số 13 là 2.3 triệu luôn nha mọi người. Đó, con này nặng là 250 g, dòng tô là 5.1, rất là mượt nha. Giá 2.3 triệu. Tiếp theo sẽ là hai con máy cuối cùng, hai con máy Otega
Con máy số 14 là một con Otega 2500. Đó. Con này đời 2008 nha mọi người, 2500 đời 2008. Dòng tua cũng là 5.1 luôn nha mọi người. Đó, hoạt động thì trơn tru khỏi bàn. Tay quay tròn nè, tay quay liền nha anh em. Đó. Đây, hàng vẫn là hàng lướt nha anh em. Đó. Chưa chạy khúc này luôn. Cực kỳ mới luôn. 2500 hàng xe ben. Này cực kỳ ok nha mọi người. Con này đời 2008, dòng tua 5.1, nặng 270g nha mọi người. Dòng tua 2.1, nặng 270g. Hàng cực kỳ còn đẹp nha. Đây, xuất xét cái này tí do quá trình vận chuyển thôi. Phần còn lại không còn phải bàn gì hết. À, con này chia anh em câu lua lóc, lua chẽm, lua mực. Đó. Chiên lua nha anh em đánh đi show đánh con này cũng ok. Lua bên sóng nha, nếu có ok. Rồi, giá công khai con máy số 14, giá là 2.500.000 nha. Hàng cực kỳ mới nha mọi người. Tiếp theo sẽ là con máy cuối cùng, con máy số 15. Con máy số 15 là một con Otega 4000 hàng Japan đời 2008. Đó, ngoại hình còn cực ok nha, hàng vẫn là hàng lướt qua thôi. Đó, sức nhẹ nha, sức nó nhẹ anh em. Đó, con lăn vẫn lăn bình thường nha. Một bên sóng hoạt động chân chu nè. Đây, con này là con Otega 4000, nồi nó sẽ là nồi 5000 nha anh em, xe 5000 thì nó sẽ trùng cái body với nhau anh em. Đó, hàng từ Nhật trở về sao thì em nói về thôi, chứ Việt Nam cũng không có nồi đâu mà độ chế đâu. Đó, cái nồi là nồi xe 5000 nha anh em. Đó, nồi xe 5000 với có body 4000 là nó khớp với nhau nha anh em. Đó, cái nồi này thì nó có vô cước là cước cước 5 được 150m nha anh em, cước 6 được 125m. Đó, thì máy sao thì em nói vậy thôi. Đây, hàng hoạt động chân chu nha anh em, không lỗi lầm gì hết. Quay tít luôn nha. Đấy, thắng là ok, thắng là ok. Thì mọi chức năng hoạt động bình thường, vì cái nồi với thân máy của 4000 nó là trùng cái body của nhau nha. Xe 5000, đó, xe 5000 là có body 4000 nha. Đó, mọi hoạt động ok hết. Hàng cực kỳ mới luôn. Rồi, giá công khai con này là 3 triệu nha anh em. Con máy số 15 giá 3 triệu. Đó, con này thì nặng chỉ là 300g thôi, nặng 300g, dòng tua là 5.1. đó. Rồi, đó tổng cộng 15 con máy cho anh em hôm nay. Nếu anh em ưng kênh hãy chốt để em số điện thoại, em có thể tự động liên hệ với anh em. Rồi, cảm ơn anh em nhé, hoạt động khỏi bàn.